Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng. Hôm nay Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe mới về cửa hàng của chúng tôi. Đó là chiếc Innova G xịn đời 2010. Đấy, thì trước màn hình quý vị và các bạn đây, đó là chiếc Innova G xịn đời 2010. Hiện tại đang có mặt tại cửa hàng ô tô Khanh Minh, có địa chỉ tại km 11, đường Cống Trắng, Quán Toan, Hải Phòng. Thì hiện tại bên mình đang giao bán chiếc xe này với giá là 370 triệu đồng, bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho mình để nhận được nhiều mẫu xe cũng như nhiều thông tin của chiếc xe. Đấy. Thì chỗ này thì nó cũng hơi chật chội, thời tiết thì hơi nắng nên là nó quý vị các bạn cũng thông cảm, nó hơi chói một tí. Đấy. Không sao. Thì tổng thành của chiếc xe thì đó là chiếc Innova G xịn sơn màu vàng cát, 4 răng đúc, phanh ABS thao xe. Đấy. Xe được mang trên mình biển Hải Dương, tên tư nhân. Thì nói chung là mình cũng nói luôn là dòng này nó cũng đã, chiếc xe này đã qua tí dịch vụ. Đấy. Nhưng mà mình cam kết của máy móc của nó và gầm bệ của nó thì không phải chê điểm gì cả, xe cực chất. Một chiếc Innova G xịn đời 2010, rất là đẹp. Đấy. Sơn xi bọn em cũng đã sơn lại, rất là đẹp, bóng nhoáng. Xe thì còn đăng kiểm đến tháng 3 năm 2019, nên là quý vị và các bạn về thoải mái để đi. Đấy. Bốn lốp của nó cũng còn tương đối, đi được 2-3 năm nữa mới phải thay. Thì bên mình đang giao bán chiếc xe này với giá là 370 triệu đồng, bao rút hồ sơ, không bao vận chuyển. Quý vị và các bạn quan tâm thì alo cho mình. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc xe. Xe ghế được bọc da nguyên bản theo xe, trần nỉ nguyên bản và đã được bọc một lớp ni lông để giữ nỉ. Đối với dòng Innova G xịn này thì là xe của nó đã được trang bị là điều hòa 2 chiều, điều hòa 2 dàn. Đấy. Rất là mát. Quý vị và các bạn mua về có thể là chạy gia đình hay là chạy taxi thì đều là ok. Đấy, một chiếc xe 7 chỗ của dòng Toyota thì rất là thông dụng. Quý vị và các bạn quan tâm thì alo cho mình qua số điện thoại 0127 666 2386. Mình xin nhắc lại là 0127 666 2386. Hiện tại cửa hàng mình cũng còn hai chiếc Innova, đó là một chiếc Innova G xịn các bạn đang xem trên màn hình đây, và một chiếc Innova bản Z cũng đời 2010, bộ răng của nó cũng khá đẹp. Chiếc Innova bản Z đời 2010 thì bên mình đang ra bán với giá là 295 triệu, cũng đã được nâng kịch. Và đây là chiếc Innova G xịn. Điều hòa của nó hai dàn, rất là mát. Xe đã được trang bị màn hình DVD. Đấy. Nếu quý vị có thích nắp cam nùi thì bên em sẽ lắp cho quý vị một chiếc cam nùi để đi cho nó thông dụng. Bây giờ mình sẽ đề máy cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy. Chất máy Innova, chất máy của dòng Toyota thì quý vị không phải lo, không phải suy nghĩ. Máy nổ rất êm, điều hòa rất là mát. Gương kính chỉnh điện. Đấy, vẫn hoạt động bình thường quý vị các bạn nhé. Thế thì bây giờ mình sẽ mở phần khoang máy lên để cho quý vị các bạn xem chất máy của nó như thế nào. Tiết nó hơi lắng nên là quý vị các bạn thông cảm.
Đây là tổng quan khoang máy của chiếc xe. Thì máy móc của nó cũng khá là chất. Đấy. Máy về bọn em cũng chưa động gì đến nó, vẫn còn khô gioăn. Máy nổ rất êm. Máy móc tương giá. Thì hiện tại bên mình đang giao bán chiếc xe này với giá là 370 triệu. Bao ship hồ sơ, không bao vận chuyển. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho mình để nhận được nhiều mẫu xe cũng như nhiều thông tin về chiếc xe. Thời tiết hơi nắng nhưng mà mình cũng quay qua cho quý vị và các bạn cùng xem. Nếu mà quý vị và các bạn quan tâm cũng mẫu xe như thế này thì hãy alo trực tiếp cho mình. Nếu các bạn quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo trực tiếp cho mình để nhận được nhiều thông tin cũng như nhiều mẫu xe mới về cửa hàng của chúng tôi. Hiện tại bên mình đang ra bán chiếc xe này với giá là 370 triệu đồng, bao rút hồ sơ, không bao vận chuyển, một chiếc Innova 2010 giờ xịn. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ Tuấn Anh ô tô Hải Phòng trong suốt thời gian qua. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.